Thưa quý vị, giờ đây khi du khách ghé thăm thủ đô Hà Nội đã có thêm một sự lựa chọn trải nghiệm du lịch thú vị mới thông qua tour du lịch bằng xe đạp Hà Nội Free Bike Tour. Du khách có thể cảm nhận Hà Nội chậm rãi, bình yên vào buổi sáng sớm. Đây là một dự án nằm trong chiến dịch I Ride a Bike Today của Ban Dự án Môi trường Environment tổ chức. Tập trung từ 5 rưỡi sáng, bạn Lourdes Andrea và Ranet Roth đến từ Philippines đã tranh thủ thời gian nghỉ cuối tuần để tham gia tour du lịch Hà Nội Free Bike Tour, đạp xe miễn phí khám phá Hà Nội sáng sớm. Qua tìm hiểu, tôi thấy tour cũng rất hay. Việc dậy sớm để tham gia tour với tôi cũng không có gì đáng ngại, bởi tôi vẫn thường hay dậy sớm. Tôi cũng thấy người Việt Nam dậy cũng rất sớm, ăn sáng ngoài vỉa hè tại các con phố trông rất thú vị. Tôi rất thích tour này vì tôi được gặp gỡ những người bạn hướng dẫn viên rất thân thiện, được đi qua các con phố, tìm hiểu về các địa điểm di tích lịch sử ở đây, biết thêm nhiều thứ mới mà trước đó tôi chưa từng được nghe đến. Mỗi tour xe đạp khám phá Hà Nội sáng sớm chỉ phục vụ số lượng ít thành viên, từ 5 đến 7 người để đảm bảo an toàn cho du khách. Chặng hành trình từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 30 sẽ đưa du khách đi qua các con phố, tìm hiểu các điểm di tích, thắng cảnh nổi tiếng khu vực trung tâm Hà Nội như Nhà hát lớn, Đền Ngọc Sơn, Cột cờ Hà Nội, Bảo tàng lịch sử quốc gia, phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Diệu, Phan Đình Phùng, Đường Thanh Niên. Tham gia tour, các thành viên mau chóng hòa nhập, trở thành những người bạn thân thiết. Tour này tổ chức ra có thể để là một nơi gặp gỡ giữa các bạn tình nguyện viên là các bạn trẻ Việt Nam với các bạn khách du lịch nước ngoài, có thể nâng luyện tập về mảng tiếng Anh. Và ngoài ra thì còn muốn mang đến những cái cảm nhận về sâu khác của về Hà Nội cho các bạn nước ngoài. Ý tưởng về một tour du lịch bằng xe đạp đã thực sự đem đến cho du khách những trải nghiệm trọn vẹn về một Hà Nội hiền hòa, cả về vẻ đẹp lẫn con người thân thiện. Du khách có thể truy cập vào website www.hanoifreebytour.com là có thể đăng ký tham gia tour du lịch thú vị này.